Xin chào tất cả các lớp các bạn. Và chào đến ban giám khảo là chị JC Nguyễn ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Có một vài điều cần lưu ý đến các thí sinh ạ. Các thí sinh khi bước vào cuộc thi của mình có 2 phút để ổn định. Và đây là cái điểm số để ban giám khảo chấm điểm cho các thí sinh ạ. Và lưu ý thứ hai là chúng ta có 120 phút để chúng ta hoàn thành bài thi của mình. Và sau 120 phút thì xin các thí sinh chúng ta giữ nguyên vị trí để ban giám khảo chúng ta có thể kiểm tra và đánh giá chất lượng từng thí sinh ạ. Và bây giờ ban giám khảo bắt đầu chấm điểm đánh giá trạng thái. Chúng ta có 2 phút không? Tháo vào ra em thấy. Đúng rồi, em không. Lâu lâu hết bữa lông không sao đâu em. Cố lên. Ủa chị mua cái dây này ở đâu chị? Chị bán. Chị có lên Facebook hay số điện thoại không? Có Lạc Long Quân nè, kế bên lát ghé qua mua em liền. 99 Lạc Long Quân. Chị này nó chính hả? Dạ. Chị hứng là nuôi nuôi bom lại vậy. 99 sẹt 1 Lạc Long Quân. Chị đi. Cái này dạ. Nhưng mà mình bé này mình có tập ra làm những cái gì đặc biệt không? Dạ biết ngồi xuống. Còn ngoài ra là nó chỉ biết nằm ngủ nghỉ. Ăn xong xuôi nó nằm ngủ ngủ. Nó đi chơi lắm. Mình có phải để trong máy lạnh hay như mấy cái dòng kia? Nó thoải mái, sao cũng được. Nó 1 tuổi rồi. 1 tuổi rồi. Tên gì em? Nó tên Simba. Thì rất là thời gian. Đi ơi. Simba. Nhìn đây nè. Đúng rồi. Đứng tái cái con nè. Đã quá à. Tới được 2 cái. Cái hả? Cái. Trời ơi, buồn quá vậy. Sao buồn? Được phối với con này. Hả? Con này là cái nè. À này gái. Công chúa. Sao nó có cánh nha. Tao lao gì chứ ạ. Nó quay cho mắt coi con lấy từ đó. Trời ơi, chó có cánh. Lần đầu tiên xuất hiện một loài giống chó là chó có cánh. Anh ấy bộ cánh thì mình làm từ lông con gì anh?
mua nó bán chứ làm gì. Ồ, nào, bên ngoài bán hả? Mấy cái đồ vô hóa trang rồi á. À. Cúng cho mình cái dòng này là dòng gì anh ạ? Sóc sóc á. Hả? Sóc sóc. Sóc. Cái này là được mấy tuổi rồi anh? 4 tuổi. Dòng này chỉ vậy thôi sao anh? Dòng này chỉ vậy thôi đúng không? Đó là tay lớn. Bay đi, bay đi. Hôm qua mình ăn cái phòng trong đó là vào nó cách tỉa đồ này kia tỉa lông hả? Trong nhà là này nó cơ bản là nó giống như là một hội ấy. Dịch tỉa lông trời hai bà kia cái dòng gì đó nhìn mặt nó hiền đó con này này làm gì hôm nay bí mật chứ ta. Chị ơi, cái hai bé này là dòng gì á chị? Golden đần á. À. Mấy con đần ở trên mạng hay kêu đần đần á. Golden đần á. Nó hiền lắm mà chị. Đúng rồi. Mấy chỗ nào bán cho nó làm gì? Nuôi con này khó không? Ủa, đực một cái hay sao chị? Hay luôn, hai đứa đó anh em. Nhìn nó hiền á. Cái giống này thì nó hiền. À. Nuôi có dễ không chị? Cũng dễ hơn. À, nuôi như bình thường chó Việt Nam mình không? Hay sao? Đúng rồi, cũng giống vậy thôi. Cái này nguồn gốc nó ở đâu ta? Ở nước nào ta? Không biết, gốc nó không biết được. Ý. Còn mà muốn biết chính xác nguồn gốc mình cứ lên Google. Mình mua giống này con mắt không? À, hiện tại thì giá có giấy ở đây từ 13 tới 15 triệu. Không giấy thì dưới 10 triệu. Đây là gia phả của nó đó. Cái này có giấy. Cũng nhờ cái xe mình là chính chủ hay không chính chủ. Không phải, chính chủ là khác. Cái này là tùy với trên cái giấy đó. Thứ nhất là giấy là nó sẽ được hiệp hội cho giống Việt Nam mới công nhận. À. Thứ hai nữa là trên giấy nó sẽ thể hiện dòng giống như là nguồn gốc tên của cha 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 mẹ rồi từ ông bà nội nữa nó sẽ không chuẩn hơn hay là nó không bị tai nạn nữa. Còn nếu không giấy á, có thể là mình cho lấy con này lấy con kia. Có thể là con Vân Đình nó lấy một con nào đó nhưng mà ra nó thì người ta bảo với mình là giá Vân Đình, người ta bán người ta nói là Vân Đình thuộc nhưng mà chắc nói thì nó không có thuộc. Cái chân hắn bự quá ha. Đã đón ảnh con này đây giữ cho. Đần, đần. Tên gì thì? Kho. Mấy cái dòng giống vậy. Đây này bán rồi. Xe về mẹ rồi. Hai con. Sao biết tắm tắm qua đó. Nó kêu gì xuất dầu đi nấu hoài. Nhưng mà có biết làm gì đặc biệt không chị? À, bạn này một lát chiều nữa đi thi á. Yeah. Đi thi dog show á. Yeah. Bạn là có giấy thêm bạn được đi thi show. Ý anh là có biết làm những cái gì mà này đặc biệt không? Chứ là mấy này thì mình dạy cho nó cách đi show, cách giống như là handler, gọi là người ta gọi là handler để cho nó đi show thôi chứ không phải giống như là dạy chó mà mấy con kia mà mình dạy bắt tay bắt chân này nọ thì không có. Mình ở đây là mình dạy handler cho nó tập
cho nó cách chạy với lại cách đứng trên đi lòng vòng lòng vòng lòng vòng lát chiều á, lát chiều bạn sẽ xem cái cách thi cơ, cái thần thái của bạn chó đứng lên thi cơ, cái gì nó thì cái thần thái vậy đó. Thần thái à? Tại vì nó có nhiều cái lắm, có nhiều bạn á dáng đẹp nói chung là chuẩn, nhưng mà khi lên gặp nhiều người á lại nhát người lại không thi được, cũng là chó show cũng là tiêu chuẩn đủ hết đó, nhưng mà cái thần thái nhát người á lên nó lại không có dám thể hiện, một số bạn lại dám thể hiện. Mình không thả ăn chó, mình cứ bế hoài vậy hả? Nó mệt rồi, mình đang dưỡng sức cho nó để chiều cho nó thi á. Nó chiều, đi diễu hành nãy giờ nó mệt rồi. Thi là thi ngoài kia hay thi đây? Hình như ở đây nè. Ủa mà cái chỗ ngoài kia là mình để làm gì đâu? Đó, bạn thấy cái cúp không? Một lát tí xíu nữa chiều mình thi á. Mình muốn một bé là nằm lên cái đó không? Không, mình sẽ đi ở dưới á. Nó sẽ có cái máy thảm ở dưới đó đi nè. Mình sẽ dắt mấy bạn đi do giám khảo. Giám khảo xem là mấy bạn đó dáng đi như thế nào, đi đẹp không? Chỉ còn vài phút nữa thôi là cuộc thi Roman sẽ được phép bắt đầu. Có xíu nữa là thi gì nhỉ? Gọi là thi dog show á. Bé này cũng thi luôn nhưng mà bé này chiều mới đến lượt hả? Thưa anh, thì trong cái công việc mà chăm sóc cho cún cưng á thì mình nên chú ý những cái vấn đề gì? Thứ nhất là công việc này thì mình phải thật sự là yêu thú cưng. Thì cái mà mình cần chú ý nhất đó là tránh làm tổn thương cho con chó. Thì trong quá trình cắt này kia thì có những cái dụng cụ như là vệ sinh chân nè, thì mình phải tránh làm cho những con chó bị tổn thương phần da ở đây. Khi mà mình sử dụng kéo ở phần những phần mắt thì mình tránh tổn thương cho phần mắt của con chó. Đó là những cái điều mình cần chú ý nhất là trong cái công việc này. Với những cái chú chó mà nó gọi là nó cá tính mạnh hoặc là nó khó chịu á, thì mình có những cái biện pháp gì không? Thì mình đa số thì những con mà quậy quá, những cái bé mà tăng động quá thì mình tốt nhất là mình nên là giữ con chó cho thật kỹ. Thứ nhất là phải giữ con chó cho thật chắc, và có một số kỹ thuật cầm chó thì cái đó trong những cái trường dạy thì có những cái kỹ thuật cầm chó riêng. Nếu như một bạn mà muốn học cái nghề này thì mất bao lâu? Đối với những người mà chịu chăm chỉ học này kia thì mất tầm khoảng 2 tháng. Hiện tại thì ở Việt Nam mình đã có những cái trường đào gọi là chính quy chưa? Hay là mình chỉ là truyền kinh nghiệm cho nhau thôi? Truyền kinh nghiệm, đa số là truyền kinh nghiệm cho nhau. Còn chính quy thì ở bên đây đó, ở 4-4 giờ ông Tâm thì vẫn có những cái khóa học cho chính quy. Okay. Như ngày xưa bạn là bạn học đó, từ kinh nghiệm mọi người hay là như thế nào? Hồi xưa bạn học ở Thái Lan. Cái thời gian học như thế nào? Thời gian học thì làm khoảng 3 tháng ở Thái Lan, rồi sau đó là mình tu nghiệp ở Nhật. Nhưng cái chú chó này thì cái tiêu chí mà thì sau khi chăm sóc đẹp đó, thì cái tiêu chí nó như thế nào ạ? Như thế nào ạ? Thứ nhất là cái phần da lông của bé phải khỏe mạnh thì cái phần lông của nó mới đẹp. Bây giờ cho chó vô cuộc thi rồi mọi người. Xin mời số nhà đầu tiên của nhà tâm hồn. Thành Phước, Đỗ Thành Phước là bạn của mình. Ở quận 3 à? Không được 4 giờ tới, chú mà để vô nhà thờ nha. Xin mời số nhà đầu tiên tâm hồn. Cái này mình nhuộm nó là gì? Mình nhuộm ở đây luôn chị. Cái chân là vậy hay là mình đã tỉa cái chân rồi? Như cái dòng này là chân nó vậy hả? Cái này mình cạo cho cái móng thôi. Chứ bình thường là nó nhìn hết. Giữ cho nó sạch. Ai quen rồi đi mình về thôi. Cái này được mấy tuổi rồi chị? Con này 2 tuổi rồi. Hãy
Cái này chắc nhẹ nha. Được mấy ký à? Mấy gần 2 ký nha. Ôi thì lông không. Cái này là mình làm một lần mình chăm sóc không lâu rồi. Một lần mình chăm sóc lâu. Em học cái lông này nhuộm nó bao nhiêu lâu thì nó rụng không y chị? Ví dụ một lần nhuộm là được khoảng bao nhiêu lâu phải nhuộm lại? Về cái này lại mới mẻ là về lông thì để nó quá trình nhuộm là nó đẩy cái đẩy lông này đẩy lông nhuộm là trong này có mắt không? Giờ nó có nhiều rồi nên giá hả? Ví dụ màu này là màu nào mới hơn? À, đừng. Đồng là cao hơn. Dạ vâng, kính thưa quý anh chị và các bạn, cuộc thi kiểm tra chất lượng năm xin báo thí sinh tiêu diêu ạ. Ủa mờ lắm à chị My, xài ba người tốc độ cao đó. Đang đâm xem. Ai
em đi làm anh. Trước đầu xe nè, phơi nắng. Dạ, gì em? Chưa anh. Nhà có con màu y hệt luôn. Gì vậy? Dạ. Alo. Alo. Dạ, bác trong đường xe nữa. Con này có hôm nay hai con một con. Em đang đi làm. Hôm nay đang chắc con đi làm. Con gì vậy? Đây là một tuổi. Dạ, thầy nhậu nha. Con chỉ biết là nắng ăn thôi. Em chắc không ra được đâu thế, vì em làm trễ em về phải làm chương trình quá thì. Coi giùm mình hả? Dạ. Trên kia có cúp quá trời kìa. Dạ dạ dạ, ok rồi. Đây em. Dạ. Có nhìn thấy được không? Ok rồi. Dạ. Đây đây. Cắt chuối sao ta? Có tỉa vậy đó. Đây này thần thái. Thần thái. Thank you.
Ê. Cái này mình chăm nó cực không mày? Con này không có chăm cực. Còn con này nó nhập. Hả? Nhập. Tay cho. À. Nhập cho. Nên mình chăm sóc nó có mệt không anh? Bình thường à, con này nó dạy với hồi nhỏ nó nuôi bụi bờ riết á quen á. Thì nó có ăn cũng bình thường. Nó ăn đồ như thế nào? Mình chỉ tránh cho nó ăn xương thôi. Tại ăn xương sợ nó vô bao tử không tốt. Ừ, về ngày mà bé nó vào thị trường bây giờ giá nó khoảng bao nhiêu? Này giờ ở Việt Nam mà không giấy chắc chừng 7-8 triệu. Bao nhiêu coi? 7-8 triệu thôi. À. Giấy không anh? Không giấy? Không giấy. À, nếu mà có giấy tờ thì khoảng bao nhiêu? Gấp đôi, gấp ba, tùy con đẹp. Đông lên. Được cái màu lông, cái màu trắng cho bộ lông đó mình chăm sóc nó cực không anh? Ra thì nó cũng cực, tại vì con này á, bản chất của nó là nó có tiết chất để ra để nó giữ cái lông của nó màu đó rồi. Nó thật ra thì có con ở nhà có con nó luôn, nhưng mà lông nó không được sáng như vậy. Tại vì con chậm này á, nó có lông có hai màu, không phải là hai màu, nó là màu trắng như vậy với một màu ngà. À, màu bánh quy á. À. Con này là con gì anh nhỉ? Samoy. Nó là giống từ đâu? Giống từ Nga. Thì nó là mình nuôi nó khó không? Không, dễ lắm, trừ không cho nó ăn xương thôi. Vậy nó cũng ăn. Vì khi cơm thì không dịch nó ăn mà. Như nói vậy là bao nhiêu tuổi rồi? Này 4 tuổi rồi. 4 tuổi rồi. Rồi nó có đi spa hay gì không? Không, mình tự nhà làm hết. Nó dễ nuôi không anh, có bệnh hoạn gì không? Cũng khó lắm, đông ít khi bệnh lắm, là không có ra thì nuôi kỹ thì không sao. Mình có phải để nó trong phòng máy lạnh không ạ? Có, máy lạnh phải có. Anh tên đầy đủ là gì? Tên Hoàng Hữu Hiệp. Hoàng Hữu Hiệp. Hữu Hiệp, anh ở quận mấy? Bình Tân. Bình Tân à? Con chó của anh là mấy tuổi rồi? 4 tuổi.